Châu Tinh Trì thất bại, cậy nhờ vợ ông trùm xã hội đen và cái kết đầy bất ngờ. Trong cuốn tự truyện của mình, bà Ninh Phối, vợ trùm xã hội đen Hướng Hoa Cường và cũng là bạn thân của huyền thoại Lý Tiểu Long, đã thuật lại câu chuyện về sự nghiệp của Châu Tinh Trì. Năm 1992, ông vua làng giải trí Hồng Kông Hướng Hoa Cường thành lập tập đoàn Trung Quốc Tinh. Ông bắt đầu tạo nên nhóm minh tinh dưới trướng mình và nâng đỡ cho họ nổi tiếng, trong đó có Lưu Đức Hoa, Châu Tinh Trì, Trương Bá Chi. Trong nhóm các minh tinh này có một người tôi rất quan tâm, đó là Châu Tinh Trì. Lý do tôi để tâm đến Châu Tinh Trì vì cậu ta từng tự nhận Lý Tiểu Long là thần tượng duy nhất từ nhỏ tới lớn. Vì thế nên trong phim của cậu có rất nhiều đoạn mô phỏng hình tượng và động tác của Lý Tiểu Long. Năm 1995, phim Đại thoại Tây Du của Châu Tinh Trì thất bại thảm hại tại phòng vé. Cậu ta lại đóng thêm vài phim nữa, mong kiếm vốn tự thành lập công ty điện ảnh Tinh Huy, nhưng không may, doanh thu phòng vé giai đoạn đó không được tốt. Đến năm 2000, công ty Tinh Huy của Châu Tinh Trì bước vào giai đoạn khó khăn, thậm chí có thể nói đến bước đường cùng. Với tính cách của Châu Tinh Trì, những người khác trong ngành không mấy yêu quý nên chẳng nể mặt cậu ta. Vì thế nên tuy phim của Châu Tinh Trì được khán giả ưa thích, nhưng các ngân hàng và giới đầu tư không mấy ưa Châu Tinh Trì. Lại thêm doanh thu gần đây không tốt nên tất cả đều từ chối đầu tư cho công ty Tinh Huy. Thời gian này Châu Tinh Trì chuẩn bị quay Đội bóng Tiểu Lâm. Trong phim cậu ta kiêm cả 4 vị trí sản xuất, đạo diễn, biên kịch, diễn viên chính. Bộ phim này quy tụ nhiều yếu tố võ thuật, hài, kỹ xảo, là tác phẩm Châu Tinh Trì đã đầu tư rất nhiều tâm sức. Nhưng sự thật là số tiền cần để làm phim thì chẳng ai đầu tư. Đội bóng Tiểu Lâm dự tính tiêu tốn đến 40 triệu đô la Hồng Kông. Bộ phim có doanh thu tốt nhất trước đây của Châu Tinh Trì là Vua Hài, chỉ thu về hơn 30 triệu. Chưa cần nói đến quan hệ giữa cậu ta và các ngân hàng không tốt, chỉ riêng con số cũng đã khiến người ta chùng bước. Chiếc quần của Lý Tiểu Long. Một lần tôi gặp Châu Tinh Trì trong buổi tụ hội của giới điện ảnh Hồng Kông. Hôm ấy tôi thấy rõ vẻ buồn bã trong dáng vẻ của cậu ta. Vừa thấy tôi, Châu Tinh Trì lập tức niềm nở lại gần chào hỏi. Chị Đinh, chị cũng đến à. Vừa nãy em không thấy chị, nếu thấy em đã đến sớm hỏi thăm sức khỏe chị rồi. Cậu dạo này thế nào, có kế hoạch quay phim mới chưa? Tôi đáp. Thế rồi Châu Tinh Trì kể lại một lượt sự tình khó khăn khi quay Đội bóng Tiểu Lâm cho tôi nghe. Tôi ngợi khen ý tưởng, dùng một đội bóng là hình tượng biểu trưng và ý nghĩa Phật giáo phản phất trong câu chuyện. Đội bóng Tiểu Lâm theo tôi sẽ là một tác phẩm thành công. Châu Tinh Trì hào hứng nói thêm, bộ phim này em kiêm luôn cả 4 vị trí sản xuất, đạo diễn, biên kịch, diễn viên chính. Tôi lắc đầu, thế này người ta gọi là tham, tham công, tham danh, tham lợi. Phật giáo gọi đây là không buông bỏ được. Thảo nào hôm nay trong sắc mặt cậu không tốt, chắc do lao tâm khổ tứ quá sức, cậu hãy bỏ thời gian cùng tôi niệm kinh Phật đi. Có gì là không buông bỏ đâu chị, phim này đang chưa có ai đầu tư nên không đủ tiền thực hiện. Bây giờ không muốn buông cũng phải buông thôi, hay chị Đinh giúp em lần này được không? Tôi sao giúp được cậu, chị Đinh chỉ cần ra mặt là được, dựa vào tiếng tâm của chị chắc chắn có người sẽ chịu giúp em xin chị. Bộ phim này nếu thành công, sau đó em sẽ làm một bộ phim truyền Phật Pháp và một bộ phim về Lý Tiểu Long. Hai điều kiện mà cậu ấy đưa ra cũng khiến tôi có chút động lòng. Giờ tôi chỉ chuyên tâm niệm Phật nên không tiện ra mặt. Vậy đi, tôi cho cậu mượn một thứ, mong rằng có thể đem lại vận may cho cậu. Thứ gì thế à? Một chiếc quần. Quần ư, chắc chị Đinh đùa em rồi. Không đùa đâu là một chiếc quần, nhưng là quần của Lý Tiểu Long. Châu Tinh Trì chợt hận, im lặng hồi lâu. Lý Tiểu Long là thần tượng mà cậu ấy sùng bái. Có được một di vật của thần tượng trong tay, cho dù nói là mê tín hay là ám thị tâm lý, thì cũng đều là nguồn động viên tinh thần lớn. Hơn nữa trong văn hóa Hồng Kông, từ tài khố đồng âm với kho tiền nên cũng có hàm ý rất tốt. Nói với cậu đây là quần tiền tài, là quần của rồng. Hy vọng nó không chỉ đem đến cho cậu số tiền cậu cần, còn đem đến cho cậu hào khí uy long, kinh thiên động địa. Cậu có hiểu ý tôi không? Nhưng nếu cậu thành công rồi đừng quên lời hứa với tôi. Em hiểu rồi à, cảm ơn chị Đinh. Đừng cảm ơn tôi mà hãy cảm ơn Lý Tiểu Long. Thế rồi tôi đã đem chiếc quần cho Châu Tinh Trì mượn. Đây là một trong những di vật Lý Tiểu Long để ở chỗ tôi. Thật ra chiếc quần này chẳng có quyền lực gì kỳ diệu mà tôi chỉ muốn động viên tinh thần Châu Tinh Trì mà thôi. Sau đó không lâu quả thật phim Đội bóng Tiểu Lâm đã được đầu tư. Năm 2001 khi ra mắt, Đội bóng Tiểu Lâm đã phá vỡ kỷ lục phòng vé Hồng Kông và đạt thành công vang dội ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Năm 2002, Đội bóng Tiểu Lâm giành 7 giải lớn trong lễ trao giải kim tượng của Hồng Kông. Khi lên nhận giải người đầu tiên, Châu Tinh Trì cảm ơn là Lý Tiểu Long. Sau này, Châu Tinh Trì cũng không trả lại chiếc quần cho tôi gọi điện cũng không bắt máy. Nghe nói là cậu ấy đang bận,
Bù đầu chuẩn bị làm phim Tuyệt đỉnh Kung Fu nên không gặp ai. Năm 2004, Tuyệt đỉnh Kung Fu phá kỷ lục doanh thu do đội bóng Thiếu Lâm lập ra. Châu Tinh Trì lại thắng lớn tại lễ trao giải Kim Mã lần thứ 42. Tuyệt đỉnh Kung Fu còn nhận đề cử phim nước ngoài hay nhất tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng tại Mỹ. Mãi lâu sau tôi mới xem phim này, tôi xem bởi có người nói với tôi trong Tuyệt đỉnh Kung Fu có bóng dáng của Lý Tiểu Long, nội dung cũng có liên quan đến Phật Pháp. Châu Tinh Trì đã trở thành đạo diễn Minh Tinh Màn Bạc nổi tiếng thế giới, nhưng chiếc quần của Lý Tiểu Long vẫn không thấy trả tôi, chắc do cậu ấy không nỡ trả. Năm 2003, trong lễ kỷ niệm 30 năm ngày mất của Lý Tiểu Long, tôi có tham dự lễ khai mạc và quyên tặng một số di vật của Lý Tiểu Long cho bảo tàng, trong đó có 3 chiếc quần. Nhưng nhớ lại một chiếc vẫn ở chỗ Châu Tinh Trì, nên tôi nói chữa lại thành 2 chiếc. Về sau cũng có người hỏi tôi về chiếc quần của Lý Tiểu Long đã cho Châu Tinh Trì mượn, tôi chỉ trả lời ngắn gọn, thôi coi như tặng cậu ta. Trường Giang từng rót mực vào tai thế này, bảo sao nhà Phương không thoát được lưới tình. Mặc dù nổi tiếng với nhiều phát ngôn hồ đồ trên sân khấu, nhưng trong tình yêu Trường Giang có biệt tài dùng chất ngọt khó ai sánh nổi. Anh sẽ lo cho em phần đời còn lại. Năm 2016, trang cá nhân của Trường Giang bị tắc nghẽn vì lượt fan hâm mộ theo dõi một đoạn clip do nhà Phương tự quay. Trong clip này, cô liên tục động viên người yêu đừng buồn vì đã có cô yêu anh rất nhiều. Trường Giang đã đăng tải clip với niềm tự hào và xúc động kèm dòng chú thích. Anh sẽ lo cho em phần đời còn lại. Đây được xem là lời cam kết của anh với nhà Phương. Món quà vô giá mà Thượng Đế ban tặng cho anh đó là em. Sau thời gian vướng scandal với ca sĩ Quế Vân, Trường Giang đăng ảnh bạn gái trên trang cá nhân thường xuyên hơn với những lời ngôn tình, đào to búa lớn. Fan xem đây là hành động biết hối lỗi của nam danh hài đối với người bạn gái vừa tài năng, vừa nổi tiếng sạch trong showbiz. Nếu cho anh một lựa chọn, anh vẫn chọn yêu em. Một câu nói rót mực vào tai nhà Phương của Trường Giang, tuy nhiên những hành động tình tứ này chỉ duy trì trong khoảng thời gian 2-3 tháng. Sau đó họ ngừng tương tác cũng như ngừng nói về nhau trên trang cá nhân. Đó là lý do cặp đôi liên tục vướng tin đồn, cơm không lành, canh không ngọt. Nhã Phương ai mà không yêu, nên Trường Giang có yêu Nhã Phương cũng là chuyện bình thường. Trong cuộc họp báo trước live show Chàng Hề Xứ Quảng năm 2016, khi được báo giới yêu cầu xác nhận mối quan hệ với Nhã Phương, Trường Giang đã không trả lời câu hỏi thẳng, mà thay vào việc khen ngợi Nhã Phương đẹp nên có nhiều người yêu. Nhã Phương ai mà không yêu? Sau cánh gà chương trình, Trường Giang cũng dành sự chăm sóc ân cần cho bạn gái, như đút đồ ăn cho cô. Cộng đồng mạng cho rằng không ai yêu chiều và chăm sóc bạn gái tình tứ như Trường Giang. Tôi không dám hứa trước vì cuộc đời không thể nói được điều gì, nhưng tôi sẽ là người đầu tiên buồn trong nỗi buồn, đau trong niềm đau của người đó. Cũng trong năm 2016, Trường Giang đã không chỉ dắt tay Nhã Phương lên thảm đỏ. Khi lên sân khấu phát biểu nhận giải, Trường Giang đã dành một phút ít ỏi để bày tỏ tình yêu với bạn gái trước hàng nghìn khán giả truyền hình. Tôi xin cảm ơn đến một người đặc biệt, từ khi biết tôi, luôn chịu nhiều nỗi buồn. Tôi không dám hứa trước vì cuộc đời không thể nói được điều gì. Nhưng tôi sẽ là người đầu tiên buồn trong nỗi buồn, đau trong niềm đau của người đó. Cảm ơn Nhã Phương, anh yêu em rất nhiều. Câu nói này của Trường Giang đã khiến fan hâm mộ của Nhã Phương nức lòng, còn Nhã Phương ngồi dưới đã lén lau nước mắt vì xúc động. Tôi chỉ yêu một người là đủ mệt lắm rồi, hơn nữa, để tìm được một cô gái vừa ngoan vừa hiền, lại tài giỏi như Nhã Phương là điều rất khó. Giữa lùm xùm về quan hệ thân thiết quá mức với Hot Girl Sam vào cuối tháng 12, Trường Giang lần đầu phá lệ, giải bày về tin đồn, điều mà trong quá khứ anh chưa từng làm. Anh khẳng định bản thân chỉ yêu duy nhất Nhã Phương và không tìm được ai tốt hơn cô để thay thế. Phát ngôn của Trường Giang khiến fan yên tâm vì nhiều tháng trước đó cặp đôi bị đồn đã đường ai nấy đi. Chỉ có Phương là người yêu thương tôi nhất và ngược lại tôi cũng là người lo lắng và hiểu cô ấy nhất. Người khiến tôi hạnh phúc chỉ có cô ấy mà thôi. Cũng trong cuộc giải bày nói trên, Trường Giang đã dành nhiều lời khen có cánh để nói về Nhã Phương. Anh nhấn mạnh nhiều lần, việc chỉ có Nhã Phương mới là người mang tới hạnh phúc cho mình. Điều đáng chú ý là Nhã Phương không có bất kỳ một sự ứng nào trên mạng xã hội. Tuy vậy, lời mật ngọt của Trường Giang dường như lại phát huy tác dụng tối đa. Bởi ít ngày sau, cặp đôi bị bắt gặp đi ăn cùng nhau sau thời gian dài không chạm mặt trước công chúng. Từ hôm nay, tất cả mọi thứ của anh, xe cộ, nhà cửa, tiền bạc, kể cả hơi thở của anh đều là của em. Một số nguồn tin thân cận từ phía Trường Giang cho biết, trước khi diễn ra màn cướp sóng truyền hình để cầu hôn Nhã Phương, Trường Giang đã nhờ người gọi Nhã Phương ra ngoài, nhưng nữ diễn viên không ra. Bạn của Trường Giang cũng chia sẻ, nam diễn viên buộc phải làm vậy để giữ lấy tình yêu của cuộc đời.
Những lời Trường Giang nói trước hàng nghìn khán giả bị cho là sáo rỗng, nhưng thực sự là những điều tha thiết nhất anh muốn thổ lộ với Nhã Phương. Anh cảm ơn cô vì đã chịu đựng nhiều đau khổ và cay nghiệt, lẽ ra không thuộc về cô. Chưa hết, Trường Giang còn thể hiện sự quỵ lụy trước cô gái của mình. Hãy về nhà anh và sắp xếp lại cuộc đời anh. Nếu như hôm nay em không đồng ý, thì ngày mai không còn thấy anh nữa, vì nếu không có em, mọi thứ sẽ kết thúc. Tất nhiên Nhã Phương không thể chối từ những lời ngọt ngào ấy và theo Trường Giang về nhà ngay sau buổi lễ trao giải.